Nám làm gì hết bác sĩ? Nám thì cách điều trị nó rất là phức tạp. Nám không bao giờ hết, chữa không bao giờ khỏi nếu mà đã chẩn đoán nám. Và nếu bắt tay vào quá trình điều trị nám, cần phải nắm những cái nguyên tắc như sau. Bắt buộc các bạn phải sử dụng chống nắng thật là kỹ, chứ không là nó sẽ kích thích, nó đậm lại cái nám. Nguyên tắc thứ hai đó là phải sử dụng những cái loại thuốc bôi. Những loại thuốc bôi đó có thể là chứa hydroquinone hoặc là chứa những cái dạng xuất của hydroquinone, những cái nhóm gần với hydroquinone, ví dụ như arbutin, hoặc là chứa những cái chất làm sáng da khác, ví dụ như tranexamic acid, kojic acid, azelaic acid. Một vài cái loại nám nó nằm ở lớp trung bì, nó rất là sâu, không thể bôi thuốc mà hiệu quả cao được. Bắt buộc khi đó phải dùng những cái phương pháp ví dụ như laser hoặc là tiêm mesotherapy để ức chế cái nám. Nhưng điều trị nám cũng chỉ là kìm cái nám lại và làm mờ cái nám đi khoảng được 70% là gần như là rất là thành công rồi. Và sau đó là chúng ta phải duy trì được cái tình trạng đó, tránh cái hiện tượng tái phát. Còn điều trị nám khỏi hoàn toàn thì không có đâu.